Liên quan đến việc dựng chui bia đá tại đền Trần, tỉnh Thái Bình, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo giải quyết sai phạm tại di tích cấp quốc gia đặc biệt đền Trần. Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà, Ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt đền Trần tháo dỡ và di dời 12 tấm bia, gồm 3 tấm đặt tại đền thờ các vị vua triều Trần, 6 tấm bia đá và 3 tấm bia đá ốp đồng đặt tại các lăng mộ vua Trần ra khỏi khuôn viên di tích trước ngày 15 tháng 5 2015. Kết luận của Thanh tra Bộ và Cục Di sản Văn hóa của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nêu rõ, việc Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tự ý đặt 3 bia đá và 3 bia đá ốp đồng vào khu vực 1 của di tích sau khi xếp hạng di tích cấp quốc gia mà chưa có sự chấp thuận của cơ quan chức năng và không thực hiện đúng các trình tự thủ tục theo quy định đã vi phạm pháp luật về di sản văn hóa. Do đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm trong việc đặt dựng bia trái phép tại di tích cấp quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần.